chú về thiệt ta. Đi thiệt nha, đi thiệt nha. Chú phải đưa giả nha. Đâu? Đó, luôn đứng cái đầu lập đó, đó. Đó, đó. Đi thiệt luôn á, đó. Đó, nghe chỗ chim cái ngậu á. Trời ơi. Sao đưa dài lắm vậy? Xong. Trời ơi cái đuôi nè. Tuyệt tác. Tuyệt tác của Duyên Duyên đó. Rồi xong một que. Vô đuôi dài chưa? Đuôi dài vô chưa? Con khác. Con đuôi dài qua bên Hào rồi. Con đuôi dài đó qua đội của Thế Hào nha. Chuẩn bị chưa? Ở đây còn một mặt mà lo gì? Đừng nôn nóng. Đuôi dài cái đầu bùi á. Hai mặt, một mặt rồi, một mặt rồi, một em rồi. Thế Hào dính nè. Chưa chưa. Đuôi dài chưa? Đuôi dài bên đang chu đích qua lập của Hào và quay mặt qua lập của Hào. Cái gì vậy? Còn dính nữa. Cái đuôi nè ông ơi. Hả? Đuôi à. Ồ cái đuôi à. Chú dài, chú dài. Chú dài vô trước nha. Anh quát chưa? Anh quát chưa? Xong xong, đã qua lập của anh Trung rồi nha. Có dính cô không được gỡ nha. Ê nhỏ nhỏ nhỏ, khoan khoan nhỏ, đừng gì nhỏ. Từ từ con, đợi xíu ngồi chơi, ngồi ngồi coi chim. Quá đã. À đưa giày đã xuống của Thế Hào à. Vậy còn Hào còn xa lắm. Xa còn xa lắm. Đang chậm đang chậm. Rồi xong. Con đưa ngắn xuống Hào. Cái đuôi dài thôi, chứ phải đuôi giả thôi. Ai biết đâu rồi. Nó đều luôn chứ không phải mà nó chẳng nó cộng đều luôn á chứ không phải như cái đuôi con kia lúc đầu. Nhìn kỹ đi. Bữa nay mất quá ba đứa coi đâu. Bữa có y chang vậy luôn nè. Xong. Ok. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Pin em còn nhiều không Hào? Em có tỏi trong người. Hết pin nè. Hết pin nè. Có tỏi à. Tao biết tỏi nhai luôn. Đồ nó cứ mê con của Hậu rồi nha. Rồi nó xuống cầu Hậu không? Rồi xong. Đuôi dài luôn. Rồi nó bên cái bên kia má ơi. Thì quay mặt qua đây nè, quay qua đây dòm bên đây cái. Đuôi dài quần què cái đuôi nó bị gì á. Bậy nữa nè, để coi nè. Nè nè nè, dòm ở đó quấy quấy qua nè. Ra đi con. Chủ đó không có cưng chim đâu. Rồi xong. Thôi em lại chứ. Khoan 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 dính rồi. Khoan. Sai. Sai sai chưa. Ủa hai bên luôn hả? Hai bên luôn. Hai con rồi. Rồi rồi rồi. Thôi được rồi. Giờ nói đối đuôi thiệt hay đuôi giả. Giờ nói đuôi thiệt. Trong một trong luôn. Đuôi nó cộng. Đuôi thiệt. Được cộng đều luôn chứ phải nó như cái đuôi con kia lốt. Đuôi kia hẳn ra. Con này nó dài mà nó cong đều xuống luôn á. Vô hai vô. Về mua lồng chè lứa bỏ vô nha. Kiệt tác của thiên nhiên đó. Kiệt tác. Chim coi. Bị hết lặng chưa sợ. Ở chán cũng có con đưa dài á. Đâu rồi? Ủa. Nó bán bao nhiêu con? Nó có 40 ngàn con. Có 40 ngàn con à. Đúng không con? Trong con có nuôi không? Có mồi không? Bán mồi không? Ê, chẳng bớt con hỏi chạy, cũng chạy, chú này cũng bắt đền con không? Cái gì vậy? Đẹp nha. Ừ. Nó chạy bay luôn mất cười á. Còn hai cái lập đâu mà nó không vô xuống ta? Hai mồi mình cất cái gì đi. Ơi, lỡ lồi đó. Chim ngữ kiệt tác của thiên nhiên. Kiệt tác của thiên nhiên. Nhớ bữa không? Thằng nôn nóng là coi kiệt tác. Nó mất tiêu hết rồi. Đầu còn phá vậy. Sáu con luôn không? Bốn à, giờ bốn à. Mày đâu bốn mà sáu vậy anh Trung? Bốn. Bốn mà sáu vậy? Ơi bốn mà kìa còn hai con xuống rồi, xuống rồi, xuống nữa. Đi lùm thêm nữa. Còn hai con đang đứng ngoài đó. Ừ. Sao nó cứ bu bên đó không mà ta? Coi bán. Để con đu dài là con đầu đàn. Nắm. Cũng đi không, cũng đi. Còn tơ. Còn bốn cái mặt lục mà. Rồi chia bên con đi đường hội vô đại đi đó. Lại chú đi đường vô ở trong tộc chỗ kia đó. Ồ có con mép trắng đã rồi. Con đừng có nói đường đi con. Ừ. Con thấy em nãy con thấy cái đỏ cái này nè. Ủa. À đúng rồi đường dân tộc của bà chú hoài đúng rồi. Nãy chú đi vòng kia giờ đi vòng vô đường này. Đi nước mưa không á. Ờ đúng rồi. Còn bốn mặt hả Hào? Ồ lâu lên đây mặt. Cái lục của Hào. Qua kia con lẹ đi con. Con đuôi dài nha bà con.
Vậy là gỡ chim ngưỡng kiệt tác của thiên nhiên. Ừ, kiệt tác nha, kiệt tác nha, rồi kiệt tác nha. Nhớ bữa không? Mình phải nhớ lại chuyện chuyện cũ chứ. À, hôm nay có tỏi, này có tỏi nhai luôn. Có tỏi. Tí mà không phải đuôi dài nữa, lấy tỏi có trong ba lô á. Nhai luôn. Bữa đi tới 9-10 giờ đói rồi chưa sợ. Chết. Chừng ngã xe con, nó chạy xe. Chừng ngã xe. Xuống mấy cu. Chết chết. Ủa nó kết con hậu mà lỡ lồ đi bắt luôn cho lẹ. Ừ, xử nó đi rồi làm thêm cái. Nè, bây giờ anh em lại coi cái cái của thiên nhiên của anh Hậu nha. Chứ tôi thấy cái kèo này tôi thấy tôi mắc cười dữ lắm rồi. Tôi không dám cười. Hôm bữa tôi bị hết lần rồi. Dắt tôi đi đồ quá lạc trong gần 9-10 giờ tối. Kiệt tác của thiên nhiên phải không? Chứ từ giờ tôi thấy nó cũng hơi sai sai. Cái đuôi. Ủa, chết mẹ chết đuôi rồi. Rồi, chết đuôi ta. Cái đuôi quá hút đuôi. Rụng đuôi rồi. Bắt con gà, bắt con gà. Rụng đuôi mẹ rồi. Trời cái đuôi. Quỷ ma gì đâu á. Ủa, còn dính, còn dính, còn dính, còn dính. Trời ơi, nhẹ nhẹ cái chân. Ờ, coi chừng rớt cái đuôi. Trời ơi, quý giá lắm á. Rụng ghê là mọi luôn, tiền ghét thiên nhiên á. Còn ăn không cho? À, đây, đây, đây. Đây là kiệt tác thiên nhiên đâu rồi. Đó, kiệt tác thiên nhiên rồi. Ghê không? Ghê không? Đùi nó chậm đôi á. Thiệt tình. Chơ kỳ. Chơ kỳ con bố mặt lục mà sao nó không nhảy ra. Ờ. Vừa bị hết lần chưa sợ. Đúng thì quay nhìn thì sao nó thấy được ha. Không, cái máy này tại nó nãy nó sáng nè, sáng đực quay ra anh thấy rồi. Thấy rồi. Ê, mưa. Lũ đạn. Mưa. Mưa. Ừ, cúng đồ bà con ơi. Cúng rồi hả? Ủa, mưa to rồi mấy má ơi. Quá hợp. Chim đây nó ở dơ, nó dính toàn là cái sình đất đỏ không. Mưa to. Không, không sao mà. Quất hai con này, hai con mép trắng đã lắm. À, hai trắng hả? Ừ, con mép trắng. Cái gì trời mưa, cúng cúng trời mưa. Mưa không ra mà không ra mà hốt quá để hốt quấn quấn kèo thôi rút cái chút kim này rút cái bớt rút đi đây nè tên gì em dạ. Tên gì tên Tuấn Anh. Tuấn Anh tên đẹp à? Ở nhà có nuôi chim không? Có. Nuôi chim gì? Chim cút. Cút cút mồi không? Cút kiểu dữ không? Nuôi chim cút ăn thịt à? Không, nuôi thôi, nuôi để chân thôi. Kìa. Được bẫy hả? Sao đó? Dạ. Được bẫy mà sao hắn nuôi nhà chơi? Mui người ta bắt được người ta cho á. À. Bắt lưới á người ta cho á. Cút rừng. Nhổ rồi, nhổ lông luôn rồi. Nhổ lông đập đầu luôn, bữa bị hết lần rồi. Quýu. Bắt được rồi chú. Hai ba giờ phải rồi nè. Đi. Vô con. Nhai đầu hai ba giờ. Con này đẹp nè. Xuống được không? Kì, đi vô. Vô con. Đi. Anh nghĩ là anh về chạy vô đó có còi á. Thôi. Thôi. Xuống chưa? Đứng im nhỏ, đứng im. Từ từ, từ từ, từ từ nhỏ. Từ từ thôi con. Rồi đụng nó sẽ con đá ra rồi. Úi giời. Cái gì vậy? Chửi quá chửi chết nè chết nè con mép bên lập hào nguy hiểm con nguy hiểm con cái mỏ với cọng lông hay gì tàn ơi chim nãy rồi trời ơi em không vô vô đâu rồi qua bên con chung hay gì bên chung hả đến giờ này của người ta hay chứ. Rồi rồi, chết rồi, chết rồi. 1 phút bù giờ con. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên, lên. Trời ơi, lẹ lên cái gì nữa đây? Cái gì đây? Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Rồi đi luôn rồi. Còn không? Còn không? Quýnh ngay đường cực khổ quá. Đâm mất tiêu rồi.
cũng này bắt xong rồi về bán xong. Đứng con kia bên con hào hả? Không, nhảy lên trên luôn. Sao không hỏi cái chú quay phim hai chú này sao hỏi chú, chị chú là có biết. Đâu rồi mấy cưng? Đây. Đúng rồi. Chú còn trùng à? Còn giữa đứng chừng. Giữa ngay trên con trùng ở đúng rồi con qua ở đang chuẩn bị sắp qua con trùng. Đây nó đây. Con to hết á, này con to hết á. Không con lông nó xù á. Lâm lông xù. Mấy con này đấy. Chim hết. Giờ mồi đồ ghĩa lông sạch thành xanh hết rồi. Bây giờ chú chạy qua đây nè, đầy chim. Rất là bay nè, xong rồi đầy chim. Ra suối nho là đi đường về trái phải. Xong, tới luôn. Ra đường suối nho á. Ra bùn nho. Bùn nho. Đi xe đường nhựa chú. Đi thẳng ra. Rồi xong rồi đi xe đường nhựa xong rồi cứ bả màu đỏ. Xong long xe là đi xuống. Đi xuống rồi. Đây nó tiếng ngộ thôi. Xuống. Là có. Trời ơi, nó đá kìa. Một em đã vô đội của anh Trung. Rồi nha, một em đã vô đội. Em này em Tơn, em già đây. Mặt học sinh hay phụ huynh? Còn hai em tém luôn, anh nào được. Ồ, em kia giỏi cánh chơi nha. Rồi, xuống đội của anh Hậu luôn. Rồi, qua đợi của anh Hào. Rồi, chuẩn bị. Sút con. Vào tớ. Chúng ta là của nhau rồi. Xong. Yeah. Cuộc chơi kết thúc nha anh em. Quá đều rồi. Hay quá. Quá hay. Ôi. Mồi. Có gì nghe anh. Ủa, có duyên rồi đó. Hello, xin chào anh em nha. Hiện tại là bên Hào mới về cái thêm cái mẫu lập này nữa. Đây là lập đánh chầu màu, than, lửa, bình hoạch nha. Đây là sườn của nó đây. Cái này là làm bằng kẽm không gỉ 3 ly 5 nha. Rất là cứng nha, kẽm lớn đó. Nang là full inox nha. Quấn đồng. Đây như hình, quấn đồng rất là cứng cáp ha. Giá của cái lập này là 400.000 một cái nha anh em, chưa bao gồm phí xịp nha. Anh em có mua chơi thì liên hệ cho bên mình nha, chỉ cần gửi địa chỉ là mình sẽ xịp hàng đến tận nhà cho anh em nha. Rồi, xin chào anh em.